Ủa, cái gì đông dữ vậy? Ủa, đây là ai mà tao là đâu? Ủa, gì kỳ vậy? Đâu ra quá trời mèo vậy? Kỳ ta. Những ngày tiếp theo của cái lũ lùng la, đứa thì đi khám phá, đứa thì say sưa bú, đứa thì đang đi tìm cái dú. Tìm hoài em thấy ta, đâu ta? Đứa thì ngủ, bú phê quá rồi lăn ra ngủ. Dậy mày, dậy mày, dậy bú tiếp mày. Dậy, dậy, dậy. Rồi, xong, khỏi dậy luôn, đi kiếm chỗ ngủ luôn. Được vài bữa, là phải cho nó qua một cái chuồng khác rộng hơn. Đù, cái chuồng này rộng dữ ta. Ấy 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 ây da, con chó mực đang khám phá cái máng heo của con mèo mẹ. Ý, mùi gì thơm dữ ta, thơm bà cố luôn á. Mà thôi, đi tìm vô bú. Sau một hồi lộn xộn thì đã trật tự xếp hàng ngay ngắn ngăn nắp để bú bú một hồi cái ngủ say lúc nào không hay. Bây giờ phải kêu tụi nó dậy cho tụi nó bú tiếp. Bắt chước mèo mẹ thôi, sợ chim mèo. Và đây là cái máng heo của con mèo mẹ, nó gồm cơm với cá bỏ vô máy xay sinh tố xay ra. Đấy, nó khoái món này lắm nha. Đây là nguồn năng lượng vĩnh cửu, nó liếm cho con, nó đái ỉa ra, nó liếm hết, nó liếm sạch sẽ luôn. Thì những ngày đầu nó chưa quen nên cứ đái thì nó chảy tùm lum hết thui rùm. Giờ thì sạch sẽ rồi, lăn ra ngủ thôi. Còn cái con quỷ chó mực này, má đi tìm cái vú là phải bò từ đầu này đến đầu kia để phá nguyên một đám, không cho đứa nào bú hết. Rồi sau khi bú no nê thì đi ngủ thôi, ngủ mà không được yên nữa, ngủ cứ giật cứ giật cứ giật cứ giật. Đứa nào chưa ngủ thì lại bị đè ra liếm đít. Thôi, cái gì vậy, cái gì vậy? Ủa sao tao đang ngủ mà tự nhiên cái ổ của tao nó kỳ vậy, sao nó động đậy? Ủa cái gì vậy? Đang ngủ ngon thì bị con mẹ đi vào lại liếm đít, liếm chim, liếm từ đầu đến chân, liếm chim con này xong qua liếm mặt con kia. Cứ đái thì nó chạy lên mặt con nó hết. Đó, nhìn cái mặt nó phê rồi, nó phê thẳng tay thẳng chân luôn. Ý da, ngủ mà giật cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng. Đó, đứa nào thích ngủ cà giật thì vô đây. Mở mắt rồi, con chó mực đã mở mắt rồi. Mày này có gì hay không ta? Đâu, tao có thấy cái gì đâu. Thôi, mình ngủ tiếp. Ngủ mà còn bú tay bú chân nữa. Trời ơi, ngủ không yên, ngủ cả giật nữa. Ủa gì vậy, gì vậy, gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Ấy ấy, khúc này phê lắm nè. Lại thêm một con mở mắt à, khúc này thấy đường rồi nha, đi tìm chỗ bú nha, không phải hít hít hửi hửi nữa nha. Quẹt, mở mắt nữa rồi, thấy ánh sáng chân lý rồi. Còn cái con út đẹp này vẫn đang say ngủ, mắt thì vẫn còn nhắm tịt. Ý ý, cái gì vậy, cắn miếng nè. Nó răng mày chưa mọc, mày cắn cái gì, cắn con quỷ không cắn thì liếm làm gì ghê. Rồi ngủ trương háng há mồm ra hết rồi, ngủ cũng cà giật nữa chứ. Ai giờ giờ bắt đầu nửa đêm dậy đi quẩy tập thể dục, mấy con khùng
Nửa đêm dậy bò lột sục lạc xoạc kêu nhéo 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 nhức hết cái đầu. Mày hả bưởi? Ê ê ê ê, cho tao chụp chung nhé. Ấy, mày cho tao chụp chung rồi. Thôi tao không có chụp. Không chụp thì tao chụp một mình. Ai xô tao vậy? Con nào xô tao vậy? Để yên tao đứng tao chụp hình coi. Khúc này thì bự lắm rồi, phải dời qua một cái chuồng mới. Cái chuồng cũ chật ních rồi, không dời là con mẹ nó tha con nó đi tùm lum hết á. Đi tìm cái chuồng khác rộng hơn cho con nó nhún nhảy. Khúc này thì mở mắt hết rồi. Đó, con quỷ út đẹp kìa. Đó, giờ vươn vai ngáp. Ngáp một cái giày sọc luôn. Cái gì vậy? Bộ chưa thấy mèo chó mực bao giờ hả? Ủa? Cái đầu người ta để giỡn vậy hả? Ha? Buông ra coi. Thả xuống ra. Thả xuống ra. Muốn gì? Muốn gì? Cắn vô cái giờ. Lộn xộn. Lúc này thì tụi nó đã nhận biết được âm thanh rồi. Cái lỗ tai nó mở banh ta lông hết rồi. Hình như tụi nó có chia ca thay phiên nhau hay gì á. Cứ lâu lâu cái con này khè, cái lâu lâu cái con kia khè. Chia ca mà trực đêm mà. Rồi tới giờ vẫn bị liếm đít nữa. Ngày thứ mười mấy rồi, không nhớ nữa. Tới giờ tập thể dục rồi tụi bay. Dậy, dậy. Má dậy tập thể dục rồi. Dậy quậy phá, leo trèo. Ừ, cái gì? Mày á, mày á, dậy quýnh lộn mà. Hít hít, không biết mày hít cái gì. Ồ, lớn rồi, biết mắc cỡ rồi. Biết liếm tay liếm chân cho nhau rồi. Má nguyên một nồi cơm mèo luôn. Gì vậy? Thôi, không chụp hình đâu. Tao đi chỗ khác chơi đây. Mày lùi lại đây coi con chó mực out focus mẹ nó rồi, lùi lại. Lùi lại mới rõ được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi, đúng rồi, đó. Thôi, bye bye nha. Hẹn gặp lại ở clip sau, bye.